Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Nhà Đất Biên Gia Lai. Kênh Nhà Đất Biên Gia Lai hôm nay lại tiếp tục giới thiệu cho anh em một miếng đất có tổng diện tích là 4 sào, thuộc về thị trấn Chư Sê nhé. Cái miếng đất của mình giới thiệu cho anh em thì nó cũng rất là thuận tiện, cách trường tiểu học này, cách trường cấp 3, chợ trong bán kính cũng chỉ rơi vào độ khoảng là 1 cây số anh em nhé. Và cái miếng đất của mình nó cách con đường tránh, đây là đường tránh của thị trấn huyện Chư Sê nhé. Đây là con đường tránh huyện Chư Sê này. Chúng ta đi vào con đường đất này, đây con đường đất này khoảng độ là 300m là chúng ta vào tới miếng đất mà mình giới thiệu cho anh em nhé. Và ở khu vực đây là khu vực dân cư nhé. Đây bên phía đây là khu vực dân cư anh em này. Ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc. Còn trên con đường tránh này thì chúng ta đi về theo ngón tay mình chỉ đi về thành phố Pleiku rơi vào khoảng 37 cây số nhé. Và cũng trên con đường này chúng ta đi ra ngoài Bắc. Đây là con đường cũng khá là thuận tiện. Còn cái hướng ngược lại, theo tay trái của mình, chúng ta đi về Đắk Lắk và chúng ta qua thành phố Hồ Chí Minh anh em nhé. Và từ cái vị trí này chúng ta xuống trung tâm huyện, thị trấn huyện ấy, cũng chỉ rơi vào khoảng 4 cây số là chúng ta đã về tới trung tâm thị trấn huyện anh em nhé. Và cũng từ vị trí này chúng ta ra đường quốc lộ 14 cũng chỉ rơi vào khoảng độ chưa tới 1 cây số là chúng ta đã ra đường quốc lộ 14 nhé. Và bây giờ mình sẽ đi vào mảnh đất và mình quay chi tiết giới thiệu cho anh em. Đây là miếng đất của chúng ta nhé. Miếng đất của chúng ta là có cái ranh giới từ bên đây, cái con đường này, con đường đường đi vào này anh em này. Đây từ đây. Đây, miếng đất của chúng ta là ranh giới đây nhé. Đây cũng có một con đường đi vào này. Và chạy theo cái mặt đường đất này. Đây chúng ta đi tới cái bên hàng rào nhé, hàng rào tường gạch của bên nhà đằng xóm á. Cái miếng đất là chúng ta là có cái chiều ngang mặt tiền đường này là 34m anh em ạ. 34m mặt đường nhé. Đấy. Đây, chúng ta đi sang tới cái ranh giới bên đây là cái ranh giới của chúng ta. Đây. Sang tới đây nhé. Và miếng đất của chúng ta đi sâu vào 120m. Đấy, tổng diện tích là 4 sào. Đất ở đây thì rất là vuông vức nhé. Và địa thế ở khu vực này là đất rất là bằng phẳng và đẹp anh em ạ. Và từ vị trí này thì chúng ta ra đến trường tiểu học á. Trường tiểu học cũng chỉ rơi vào độ khoảng là 1 cây số anh em nhé. Đến trường cấp 3 cũng rơi vào khoảng 1 cây số. Rồi chúng ta lên chợ Mỹ Thạch cũng rơi khoảng 1 cây số là chúng ta đã đến những cái tiện ích rất là gần ở cái miếng đất của chúng ta. Đất ở đây thì nhà nước cũng đã quy hoạch đất nhà ở nhé. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà muốn đăng ký đất nhà ở thì chúng ta phải đăng ký. Đấy, đăng ký đất nhà ở. Đất đây đã nằm trong diện đất phun hồng. Và cái miếng đất này chủ đưa ra cái giá là 850 triệu anh em nhé. 850 triệu. Có cái tổng diện tích là 4 sào. Đấy, mình xin nhắc lại cho anh em là cái miếng đất này là có tổng diện tích là 4 sào này. Chiều ngang mặt tiền đây là 34m và đi sâu vào 120m và đất đây rất là bằng phẳng nhá. Và cái giá thì chủ nhà đưa ra là 850 triệu. Đấy. Có thương lượng có 3 sang tên cho anh em. Và bây giờ xin mời anh em hãy hướng về màn hình vệ tinh để xem khu vực dân cư và con đường ở đây nhé. Xin mời anh em hãy hướng về màn hình vệ tinh để theo dõi con đường và khu vực dân cư ở đây nhé. Ở đây dân cư thì rải rác có khoảng 5 nhà ở khu vực này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là nhà khu vực này. Và từ vị trí này chúng ta ra đến con đường ở đây, con đường tránh đây này, con đường tránh của huyện này, con đường đây là anh em nhìn này, con đường này rất to, đây là con đường tránh của huyện. Và đi qua một con đường tránh của huyện là chúng ta vào ra đến một khu dân cư, chỉ khoảng hơn 300m thôi là chúng ta đã đến khu vực dân cư đông đúc. Đây là khu vực dân cư đông đúc nhé. Đấy. Đây. Đây ra đến đây là cái trạm y tế của thị trấn huyện Chư Sê. Đây. Và chúng ta đi ra một đoạn nữa thôi là chúng ta đã đến trường tiểu học. Đây là trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai này. Đấy. Và đi một đoạn nữa thôi là chúng ta đã ra đến đường quốc lộ 14. Ra được quốc lộ 14 thì như anh em nhìn thấy trên màn hình vệ tinh thì khu vực đây dân cư ở thì rất đông đúc anh em nhé. Và ở khu vực này thì không thiếu bất cứ hạng mục kinh doanh nào cả. Đây rất nhiều những cái dịch vụ kinh doanh buôn bán ở khu vực này. Đấy. Và chúng ta đi ngược về đây. Đi ngược lên trên này là chúng ta đã tới chợ Bầu Rút. Đây chợ Bầu Rút thì ở khu vực này là chợ Mỹ Thạch. Đấy. Từ cái miếng đất của chúng ta lên chợ Mỹ Thạch thì mình đoán đâu đó nó khoảng hơn 1 cây số nhé.
chúng ta đến trường học thì khoảng 1 cây số, còn lên trường cấp 3 thì mình đoán nó khoảng 2 cây số. Đây. Và đây mình tiếp tục đi ngược về phía trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê anh em nhé. Đấy, đây khu vực này anh em nhìn thấy này, dân cư thì ở dày đặc, buôn bán rất là nhiều hạng mục kinh doanh đủ các loại. Đây, xuống đến đây là chúng ta đã xuống trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê này. Bên này là công viên Phạm Văn Đồng này. Đấy, bên này nữa. Còn bên đây là sân vận động nhé. Đây là khu vực bên này là sân vận động này. Đấy. Và chúng ta đi xuống đây một đoạn. Đây, đây là những con đường ngang dọc bàn cờ dày đặc. Và khu vực đây thì buôn bán kinh doanh thì rất là sầm uất này. Chúng ta xuống tới đây đã là chỗ trung tâm của chợ huyện Chư Sê. Ở đây thì gồm có này, siêu thị Copmark này, chợ lớn này, điện máy xanh Thế Giới Di Động, công viên và tất cả các cơ quan ban ngành, trường học đều nằm ở khu vực trung tâm này anh em nhé. Vậy là hôm nay mình vừa giới thiệu cho anh em một miếng đất có địa chỉ là thuộc về thôn Hang Rin, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Nếu anh em có nhu cầu thì liên hệ theo mình số 0946 980 644. Cuối cùng hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều những video mới nhất mình đăng trên YouTube nhé.